Barcelona đã có cú trượt chân đầu tiên trong cuộc đua vô địch kể từ khi La Liga trở lại với trận hòa 0-0 trên sân Sevilla ở vòng 30 diễn ra rạng sáng nay, 20:06 giờ Việt Nam, sau chiến thắng 3-0 đầy thuyết phục trước Valencia ở vòng 29, Real Madrid 62 điểm sẽ san bằng điểm số với Barcelona 65 điểm nếu họ đánh bại Real Sociedad ngày 21/6 và chiếm lại ngôi đầu bảng do hơn đội bóng xứ Catalan nhờ thành tích đối đầu. Trong khi đó, Sevilla vẫn đảm bảo vị trí thứ 3 với việc cầm chân Barcelona, cách đội đứng thứ 5 là Getafe 5 điểm. Ở chuyến làm khách trên sân Ramon Sanchez Pizjuan, Barcelona có lẽ khá thất vọng dù không thua. Họ chưa bao giờ thực sự gặp rắc rối với Sevilla trong bất kỳ khoảng thời gian dài nào và Lionel Messi gần nhất đã ghi bàn thắng thứ 700 trong sự nghiệp của anh ấy với cú đúp. Đội bóng xứ Catalan như thường lệ vẫn sở hữu tỷ lệ thời gian giữ bóng vượt trội 61% so với 39%, nhưng những pha dứt điểm của họ lại chỉ ngang bằng chủ nhà Sevilla. Trong cuộc đối đầu hiếm hoi cơ hội, cả hai đội đều chỉ có hai cú sút trúng đích. Pha sút bóng đập cột của Jules Kun, Sevilla được xem là nguy hiểm nhất. Messi bắt đầu bộc lộ sự ì ở trận đấu thứ 3 liên tiếp trong 9 ngày. Huấn luyện viên Quique Setién đã không cho đội trưởng của đội nghỉ ngơi trong hai trận thắng nhẹ nhàng trước Lille hoặc Real Mallorca. Trong khi đó, Antoine Griezmann phải ngồi băng ghế dự bị với Martin Braithwaite để nhường cho Messi và Luis Suarez, người đã có khởi đầu tiên kể từ tháng 1 sau khi bình phục chấn thương đầu gối. Vì vậy, trận hòa này sẽ là bài học cho Setién để tính toán cho bước đường sắp tới, bởi Barcelona sẽ đụng độ các đối thủ khó Athletic Bilbao, Atletico Madrid, Villarreal và kình địch Espanyol ở các vòng còn lại. Kết quả vòng 30 La Liga: Granada 0-1 Villarreal Mallorca 1-1 Ligue 1 Sevilla 0-0 Barcelona.